nổ lóc bóc bóc đầu mình nghe, người bệnh nó nghe nó nổ lóc bóc trong đầu mình. Nếu mình để nặng quá là cũng tử vong luôn hả? Chết. Đó, bệnh khó trị nhất. Bởi con đi con gì gặp ổng mày mà đi mình trong rừng mày gặp ổng mày chạy trối chết luôn. Không có giống người ta bị cái mặt ổng trên đầu vậy nè. Ổng nói gì nè con không nói xuống được. Cũng không biết bệnh gì, thầy trị không hết. Sao nó lên đây tao trị nó hết. Cũng một thằng thầy giáo chung với nó. Dạ. Bị rắn cắn. Dạ. Xuống đây. Tao dòm dòm nó, tao nói mày bệnh nổ mày mà có ăn tương chay không? Nó nói con không có ăn. Nó nói con tại cái số mày ăn tương rồi. Thì về con phát nguyện ăn tương ăn chay đi nó hết bệnh. Lên đây tao hút thuốc cho. Hút thuốc cũng mấy tháng hết à. Ông bị cái gì không tôi cầm nó không biết mày nó không phải bệnh trầm cảm mà không có lấy gì nó không có nói chuyện với ai vậy đó. Chỉ có vậy thôi. Ừ, nó lặng lẽ nó làm thinh gì đó. Không phải nó thất tình. Thì trầm cảm nó cũng bà con ruột với thằng thất tình. Dạ. Nhưng thằng này nó không có bồ bịch gì đó. Không nhậu nhẹt. Dạy học rồi về kiếm góc nào ngồi góc vậy làm thinh. Thôi. Dạy đại học hay gì đó chứ nó phải nhỏ đâu. Rồi ông Tư khuyên vậy về ba mẹ có cho anh đó ăn tương không Tư? Đầu tiên ba mẹ nó không đồng ý. Ông xuống tới nhà. À. Cháu nó vậy để bây giờ hai cháu cũng vui lòng chấp nhận cho nó. Vì tại cái nghiệp căn của nó vậy rồi. Đây tao hút thuốc lần này kia cho nó ăn tương với tao đi. Sao cái gì chân chính lắm nghe. Tu dữ dằn lên khuyên ông Tư có thường niệm Phật không Tư, ráng niệm Phật. Yeah. Ngày ông Tư niệm 5 phút thôi. Nhưng có thấy sức khỏe có 15 phút. Yeah. Ráng trì tâm niệm Phật ông Tư. Lên lần nào đi. Rồi tôi dắt lên chị Sáu Lệ mày, lên núi Bà Đội á. Mấy lần đi chích ảnh chơi hiền lắm, ít cười nói cũng ít, còn nhậu nhẹt thì không có, dụ gái gú thì rồi nó cũng như còn hơn BD nữa mẹ. Nói dụ gái nó không có, không biết chắc là nó anh có duyên với nhà Phật rồi, có duyên sao mà gặp ông vậy rồi quay nghe ăn tương tới giờ luôn. Là hết bệnh luôn hả ông Tư? Hết bệnh thì giải cạo đầu. Trời ơi. Rồi ăn tương. Rồi anh ăn lúc cái giai đoạn đầu anh ăn tương ông Tư nghe nó khó khăn gì không ông Tư? Không mày. Làm như cái tới cái duyên căn của nó là tới đó rồi. Dạ. Yeah. Không có nói khó khăn. Còn mạnh nữa. Không bệnh hoạn bệ bạ nữa. Dạ. Ngồi đâu cũng như người chết vậy đó. Không nói gì ai. Bây giờ còn cái vụ đó nữa không? Hết rồi. Giờ là hòa đồng với mọi người hết rồi. Bình thường lại. Dạ. Mạnh mẽ rồi ăn, bác tâm ăn tương luôn. Dạ. Nguyện giấy rồi hết, cho con hết bệnh lên rồi phải tốt. 2-3 tháng thuốc. Là một lần ông Tư hút thuốc trầm cảm hay sao ông Tư? Không biết mày tao hút thuốc gì không biết chắc đó, tao không quên mẹ. Lâu quá quên. Quá lâu rồi. Một năm hai tháng mấy nó mới lên năm tao đó. Dạ. Như con nhớ ông Tư nói cái anh mà cho núi Cấm là một lần có xuống đây một lần ngồi lúc này đi đem xuống cho ông Tư cái đống cây mùn tuốn hay gì không biết. Nhớ biết phải không? Không biết, lâu quá. Như năm ngoái đợt mà còn cái nhà cũ á. Một lần xuống thăm thường lắm, có năm nay cả năm mấy nó mới xuống thăm. Dạ. Nhiều khi bận việc dạy học đồ không nữa. Dạy học. Ông thấy đó được. Kinh kệ rồi này kia, tối bắt thuốc nghe kinh kệ học. Dạ.
Như ông Tư nói ăn chay phát tâm xong ăn được luôn à, cái đó có duyên. Chứ nhầm người con thấy ăn chay khó lắm được. Nó sao nó chứ hỏi con ăn con có thèm gì không, nó không. Dạ. Làm như con muốn muốn sợ cá thịt vậy. Thành ra con không có tưởng nghĩ gì tới nó, bình thường. Vậy là quá tốt. Ừ. Nó ốm như tướng như con vậy đó, không mập. Dạ. Rồi rồi, lùng hơn con chút. Thế giới nó ăn tương mình thấy cũng mừng. Bữa đó có cái gì, có một khán giả hỏi từ vợ hay là em gì của mình đó đang bị bệnh đau bụng kinh đó, ông Tư có chị có biết thuốc trị bài đó không? Tư đau bụng kinh nó có sanh con chưa? Con cũng không nói rõ tại vì hỏi vậy đó. Người, ví dụ được cái con cho tao ông Tư nói tao biết tao xuống ông Tư chỉ thuốc để tao uống. Cái chuyện đó mình phải biết, thấy nó biết nó rồi coi. Dạ. Nó chứ nói đau bụng kinh nhiều khi nó có con hoặc nó sanh sót nhau, nó sanh ra bệnh. Dạ. Rồi với kinh nguyệt nó không đều, phụ nữ nó hàng tháng nó phải mấy ngày. Dạ. Chảy máu. Ủa bộ các người phụ nữ ngày xưa ta hay sanh bị sót nhau lắm không tôi? Thường mấy bà mụ ẩu đó. Dạ. Tiếp cháu rồi nắm cái nhau nó bị nó trùm đứa bé rồi nắm bứt ra nó rách miếng đó. Còn trong đó là tự động lâu ngày thịt mình nó lạnh dính vô luôn lại không được. Ừ, nó liền nó không dính nhưng mà nó ở riêng mình từ từ nó ngại lớn nó. Dạ. Sinh ra bệnh đủ thứ bệnh. Sinh ra có đứa nhiều đứa không biết, mấy ông thầy ăn heo ăn gà hết tiền luôn. Nó mắc đằng dưới đằng trên bệnh nó kỳ cục lắm rồi, bệnh máu huyết của nó phụ nữ nó kỳ. Con có nghe một số người nói khi mà phụ nữ sanh con ra rồi là máu huyết họ thay đổi hoàn toàn hết luôn không thưa? Không hết, cũng mới nhắm nào thôi. Bị sanh đứa bé nó theo cái cuốn nhau đó nó chảy máu ra. Dạ. Có từng rỉ rả chảy hoài. Rồi xưa mấy bà già mới uống sổ lòng bởi mới cấm đường ông mình không cho lại đường bà mới sanh. Sổ lòng mà sao nữa không tôi? Uống sổ lòng là uống cho nó trục ba cái huyết ứ vô ra đó. À dạ. Cây thuốc đó là cây gì ông tôi? Cây đâu có cây thuốc. Uống tiêu với ăn ấy hơ lửa rồi này kia, uống tiêu nước đá nít. Thuốc cho đàn bà uống sổ lòng á. Dạ. Xin chén nước đá vậy đó, ăn uống tiêu. Bây giờ mình nấu. Không, ra ăn tiêu rồi còn đâm ra. Đâm ra cái hoài nước, nước tiểu. Nước tiểu nè, đồng tử đó cho nó uống. Bây giờ phụ nữ đâu uống đó nữa vậy. Phụ nữ giờ đừng hầu nấy mình thấy mập, có bụng đàn bà muốn hơn được bụng đàn ông. Yeah. Nếu có bầu còn từ nó còn mới đi, bây giờ cái người phụ nữ cái bụng họ to hơn mấy người phụ nữ ngày xưa ông bà mình sanh con nhiều khi cả lâu cả chục gì mà cái bụng thức do nhỏ xíu. Thức do. Yeah. Thứ nhất là con biết nằm lửa. Yeah. Hơ ấy nằm lửa 3 tháng 10 ngày đó. Ôi ôi. Nằm tức là không cho mặc đồ lành lẽ, không cho dọn dẹp. Còn bây giờ đẻ bữa trước bữa sau vẽ chân mày màu son tha rồi. Trang. Mặc đồ bóng giận. Rồi ngủ với nhau ẩu mới bị phạm phòng đó. Dạ. Cẩn trắng. Năm đó bên con hay bên tình biên thì con đứa tao biểu phải chở qua chứ bệnh bệnh ai đi qua bệnh mà cứu nó. Nằm nó gặp con nó mở mắt cũng như người bình thường nhưng mà nó không nhéo nhéo mắt.
người mất mất hồn. Cái đó là bị Hạ Mã Phong không? Ừ. Bị ăn ở nhau sớm đó. Dạ. Ủa cái trường hợp đó là do cái vấn đề khi mình ăn ở là cái tử cung của người phụ nữ nó khép lại hay sao mà nó bị vậy ông Tư? Không phải. Bị cái nó chưa có lành cái tử cung bị còn đứt nứt nẻ đó. Dạ. Rồi nó mới dính ba cái đó nó mới sinh ra cái bệnh. Mà hồi xưa hay có cái bệnh đó với lại mấy cái bệnh như bệnh gì kêu bệnh gì bệnh phát la gì viêm la gì đó không được. Kim la. Ờ kim la. Kim la cái đó do mình đàn ông mình chơi bời không kỹ nữa. Dạ. Nổi mụn gà rồi đó mày mủ. Có ông trong này ông đó, dưỡng của thằng thằng này nè chết. Ông đái y ran như cái bông bí mày tứ qua màu. Tu qua đây vậy. Trời ơi. Cái đầu cu ổng lủng lỗ như ổ mối vậy. Cái đó là bị bệnh gì ghê trong tôi? Bị tim la rồi chưa đó. Nó để di chứng là vậy luôn không? Ừ nó ăn ấy. Sau này lớn già rồi còn bị. Ghê vậy trời. Mồng gà. Cu mình nó nổi chỗ cái khách ngang nó nổi mồng lên như núm. Ôi ôi. Mọc lên đỏ lồm. Mà mày làm bể một cái là máu còn hơn đường bà bị rong kinh. Ghê vậy trời. Đó. Cái thằng này đó thiếu quý của bên lính Mỹ Đồn. Anh nổi mồm gà nó đụ người ta đã luôn. Quá đã rồi cu tự nhiên nó nổi một đường bà. Chết bà với tao không ai chết. Hụt nữa quá. Kéo quần kéo đáy kéo bức mục nó chảy máu đụ xỉu luôn. Nổi lên như măng tre vậy nó đỏ lòm máu không à. Dạ. Rồi nó mỏng nó đứt. Nổi mồm gà đã không. Đụ mẹ chứ đừng chết. Nổi mồm gà đó chứ gì thì không mọc vậy. Thì nó mồm gà là sao? Nó như cái mồm gà nó mọc cái mục măng lên. Thì thịt mình lên đỏ lòm vậy đó. Quần áo cọ mạnh đứt ngang nó chảy máu. Cái bệnh đó nó có cái thuốc trị không? Thuốc tông người ta đông y mình đó không được? Bệnh nó dễ trị lắm. Mà tao ghét tao ít nó hút thuốc. Đàn ông mình mà hư thúi quá tao không chịu mà hút thuốc đó. Thuốc gì da liễu một lần nó nguyên ngoài cái đám nó mua cá linh ngoài bưng mẹ. Dạ. Ra rồi nó mua cá linh. Đàn ông đàn bà nó ở nhau nó bị nó nhóc rồi. Mùng gà không. Vậy là cái bệnh đó nó lây truyền qua cái đường tình dục. Tình dục cơ mà nó dạng da liễu đó con mà nó xanh như cái trứng. Nhiều người nó nổi nó ăn rổ ăn hang trong đầu âm mình. Yeah. Phụ nữ phần đa số là của phụ nữ nó đưa cho mình dính. Yeah. Ủa con nghe nói ngày xưa có một số cụ nói khi mà mình bị bệnh viêm la mình phải la lên nó mới hết phải không Tư? Bị nó con âm thầm rồi nó ngủ nó ăn đứt cu mày luôn đó. À. Trong bây giờ nó cu nó xin chà bá vậy nè. Ơi. Ngủ không rên la đó chứ. Bị tim la là có mặc quần được đâu. Dạ. Nó xin cái dương vật con chà bá mày đâu mặc quần được. Ghê trời. Còn sau này cái vụ dương mai. Dương mai rồi nó còn giữ nó dương mai cốt khí này hồi xưa rồi đỉ nhà số đó nó mới có bệnh đó rồi hồi xưa mấy ông già già hay bị bệnh nó nhiều sau này nó không còn sau này nó mồng gà đồ bậy bạ với mũ đái ra mũ rồi này kia dương mai là nó có thể gây chết người không ông Tư? Chết người nó ăn trổ đầu con luôn nổ lóc bóc luôn. Ủa sao mà nó ở dưới bộ phận sinh dục mình nó lên tới đầu được không Tư? Không phải, máu con đâu tới nó tới đó, con di trùng đó. À. Cái dương mai nó khó trị nhất rồi. Rồi cốt khí cũng vậy, nó
con ngồi vậy nó nổ lóc bóc trong đầu như pháo vậy. Nó kêu mình nghe luôn không tôi? Kêu nghe đó, kêu mình mới cảm nhận mình biết, người khác đâu nghe. Kêu là cốt khí. Dương mai cốt khí với thiên pháo. Thiên pháo là nó nổ bóc trong đầu. Sao mà mấy cái bệnh nghe, con mới nghe lần đầu luôn á. Đời con đâu có, hồi xưa rồi. Có Dương Mai rồi phát gì Kim La thì có nghe ông bà nói, còn Kim La cốt thì khí chưa biết. Cô mũ không, chân chầm dầm, cô đi không được, chạy mũ luôn. Còn Dương Mai thì nó cũng nổi ngay cái bộ phận sinh dục như vậy luôn hả ông Tư? Nó ăn bên trong luôn. Ủa? Thằng này nó chết, vợ nó gấp xương hán mình miếng mỏng dánh như giấy, nó ăn bứt cu bứt đầu luôn. Ăn bức cu bức rồi còn cái đường ỉa không à, nó ăn đứt đường đại tràng mình luôn, rồi còn cái đường nữa không, như cái ống nước ra ăn gì. Bệnh đó là khó trị nhất không tư? Thì có cái đó con trị nhiều thuốc lắm ấy, mà hết nó cũng không khó trị gì, nhưng mà mình phải biết vậy mình trị từ đầu nó mới dứt cái gốc. Hồi xưa mấy ông già gọi là đi nhà số rồi này kia của Pháp nó chứa đó, mới bị cái dạng nó nhiều. Ba cái bệnh nó nặng, nó Dương Mai, cốt khí, thiên pháo luôn. Nặng nhất. Rồi sau này mới tới vụ sida. Mấy bệnh kia thì không chết, cũng chết nhưng mà ít. Có cái bệnh sida này chết nhiều. Ông Tư nói cốc khí với gì nhà pháo không Tư? Thiên pháo. Thiên pháo nó nổ lóc bóc đầu mình nghe, người bệnh nó nghe nó nổ lóc bóc trong đầu mình. Nếu mình để nặng quá là cũng tử vong luôn chết. Hả Tư? Bệnh khó trị nhất. Bị con tính nó ăn mà tới màng não mình rồi. Nếu mà nó lây qua cái đường tình dục như vậy là những cái người nào mà ví dụ như những cái làng chơi nhà gái gái này kia nó hay đi gái này không mà cái cô nó bị là nhiều cái người đi chung là bị hết luôn. Bị hết. Đây hết. Nó sang qua đường tình dục không à. Dạ. Yeah. Lại cái bệnh da liễu này nó về để tình dục không? Chứ không? Ngủ chung nhau cũng không lây. Nhỏ con nuôi tao bên Phú Quốc. Đẹp gái lắm, tháng tư mà nó bự người đẹp gái. Dạ. Yeah. Thằng chồng nó cũng lái tàu biển. Nửa đêm chồng nó chạy qua, bơi qua coi vợ nó trổ. Như cái chén mình úp giác vậy, đen thui. Nằm ở đâu không? Đầy người luôn. Nó tháng tư rồi vợ mày. Có đó bệnh gì không Tư? Thiên pháo đó, nó ăn nó trổ ra phía sau bị sida này nè. Dạ. Trổ ra vậy đó. Thiên pháo. Thiên pháo sida nó anh em ruột nha. Cái ông Tư nó trổ ra vậy, con có gặp mà, lúc trước con có nghe nói một số người cũng trổ ra là chết. Có nghe, đúng rồi, con có nghe. Nó trổ là chết. Nó trổ ra một bởi vậy trong người, những người đó một bự gì nè, có người nó một bằng hột gà đó không Tư? Không có, bự nữa, bằng cái dáng chung mình giác vậy đó. Dạ. Quần đen thui, bà nội tao cứu, vợ mình chết rồi. Mày lo thân mày đi. Vậy là cái người vợ bị là cái người chồng dính rồi đó không? Dính rồi. Bị tụi nó mần đâu trên bên Campuchia, mần nó gặp nhau. Hai đứa cũng chín lớn con lắm. Tội nghiệp nó nuôi tao, nó đi mần cá tôm gì cái nào ngon rồi đem về cho ba. Dạ. Tội nghiệp cũng ăn ít lắm, ăn má. Đem lên về cái gì ngon là nó đem về. Thì đợi tao nhớ nó hoài. Con cá rửa nó dẹp đép còn 3-4 ngón, con nó dài, có con bự chải mình ký lô. Nó dẹp đép rồi. Rồi con tính nó lấy dao nó thái ra, cái nó lấy muỗng nó nạo thịt. Nó làm chả, nó lấy chả mày ăn cũng như ăn bột, con ăn nó dai nhách. Dạ. Mà nó thơm, nó ngon, cá nó ngon.
mần nó thì cực, bị xương nó trong da thịt nó xương nặng xào không à, phải lấy muỗng nạo nó mới được. Con nó con mần cực quá, con mần chứ có cực đâu ơi. Ba thèm ở này kia ăn, con ấy cái gì ngon con đem cho ông. Bữa giờ con gặp trên mạng có một số người tao quay, có cái người có cái anh kia cũng trẻ tuổi bị nổi hai cái một nhiều này, nó bự trùm dàm hai cái cổ. Cái đó bự. Ngay bên chỗ thạch hầu không tư? Không đau ít hầu đúng không? Là nó là không tư? Bệnh đó bệnh ngũ hành. Bệnh cái miệng chẳng lành là nói vậy, bên đó ngũ hành bà. Con coi, con lướt ngang qua con coi, con không dám coi, tại con coi, con chịu không có nổi nên giờ con không dám coi. Con chỉ lướt ngang thấy là ngước đi. Mấy người đó không có sống lâu đâu. Mấy mục đó nó bể ra trời, tắt thở luôn. Nó nổi bự, cầm giàm hai bơm mà bự vậy nè. Cái đó nó nổi là nó phải nổi hai bên vậy đó hả ông Tư? Người ta mới kêu xong đau, xong là hai ít hầu mình nè. Dạ. Không bà giảng rồi đó cũng bị, không có trưởng ban phổ thông giáo lý xã Tú Tề. Dạ. Bị mấy chục năm sau mới trả nghiệp. Thì ông mở đất rừng ở ngoài bưng đồng rừng, cỏ rừng không à, đồng cỏ không à. Dạ. Mở rồi cài bò, cài giết bò đi không nổi, hai con nằm lôi bốn chặt nhường thôi. Chặt hai bò nằm luôn đâu đứng nổi. Chặt mẹ gót nhường sao nè. Sao nhìn nghe, chỉ nghe ông Tư nói thôi mà thấy cảnh nó cũng khiếp dữ vậy ông Tư. Nóng giận mà bò mà đi hết nổi rồi mà. Rồi sau này y mới theo đạo y tu mà trưởng ban phổ thông giáo lý xã Tú Tề. Nó bước lên nằm. Mày tính ăn cơm phải múc muỗng của Mỹ, muỗng inox á. Muỗng bự. Ủa nữa, cái tô mà bằng inox bự nữa. Rồi múc cái muỗng cơm nồi cái tay nó giật vậy nè. Đút vô miệng cho nó máu đổ đỏ lòm cơm mà không có cho đứa nào đút. Sao không để con cháu đút không? Không cho đút. Uống nước cũng vậy, tôi ngựa dòng ca thứ ca nhà binh của Mỹ đó, ca dạ. Nóc kê gì nó rung nó dập vô môi mỏ đỏ lòm máu không, không cho ai đút. Cái nghiệp nó hành con. Giống như cái nghiệp nó tới rồi nó khiến cho mình phải trả như vậy. Phải trả vậy đó. Con bò nó đương sống với mình vậy đó mà lôi búa chặt hết những hai con bò nằm ngoài đường, ngoài đồng luôn, rồi kêu xe bò khác ra trói giờ dò nó mới kêu lên xe bò chở về bán thịt. Làm gì đi này nổi, đứng không nổi. Tội biết nhiêu tội. Đó, tao thấy ông đó trả nghiệp. Giống y như cái câu thời xưa cháu báo thì lâu, thời nay cháu báo một giây nhắn tiền. Đâu cái mục đây nè. Ông trị mục giỏi lắm này. Vậy sau này tao thấy nhiều cái quả mình suy nghĩ mình biết. Cái đó là tiền căn báo hậu kiếp. Cái người đó, cái nghiệp quả người ta là bên ngũ hành tao phạt. Mình chen vô mình ngủ không được. Trị không được. Ông anh tao dưới này ông cũng bùa ngại, giỏ nghề. Ông đau gương bắt bối á, đau một sau lưng bằng cái chén bự gì nè. Dạ. Như giữa sân sống. Nằm mà kê gối ôm la sáng đêm đâu ngủ được, nhức á. Thôi nói cái bệnh này anh phải hứa, anh phải đốt nhang bàn thờ biểu mấy nhỏ con. Con cháu đốt nhang cầu nguyện cho cha mày vướng cái bệnh này dữ lắm. Đau đó rồi nó hết rồi mà nó hành hạ tới chết luôn, không hết, không dứt bệnh. Một cái bà ở dưới đường mình đi ra sáng cục, ở xóm kinh tế mới nửa đường bà đau, đóng cái mục ngang thắt lưng, mục lớn, nằm không kêu trời không, không niệm Phật kêu trời chữ. Chữ con, chữ cháu nằm sắp không chứ đâu nằm ngửa được. Một chỗ này cũng như cái tô mày ướp vậy, nằm ngửa được.
Thì cũng mong ấy, tụi nó rước, rước ông xuống, ông dòm, ông lắc đầu. Nói tao con đi đặt bàn hướng án cầu nguyện cho mẹ con đi. Là cái nghiệp của bà dai quá bự rồi. Bây giờ phải trả nghiệp. Thì ông nói bữa trước bữa sau là chết, bể ra chết. Bị quá chạy thầy rồi mà nghèo nữa. Nhà không có cơm gạo gì ăn. Ba bốn đứa thằng con trai bự bự có vợ của con. Mấy cái mục nó bể ra người chắc nó hôi lắm không tôi. Trời ơi, hơn người chết trình nữa. Dạ. Chết mà mấy nhỏ chạy hết trơn. Kêu đội tẩn liệm lại rượu nữa, thằng nào nấy bó bịt miệng hết trơn. À. Bịt miệng, bịt mũi, liệm. Hơn người ta chết trình. Vì nó ăn trong nội tạng con xương khớp, nó ăn tiêu tùng mẹ nó. Nó nói mẹ thì dướng bệnh này tao vô phương. Cái đó thông thường là như ông Tư biết là cái đó dính vào bên ban ngũ hành không Tư? Ừ, bên dạng ban ngũ hành đó con. Dạng ban ngũ hành. Bên đó phạt là vô phương, không phương nào cứu được. Làm sao mà đủ khả năng con ăn năn hối cải được khi mình lâm bệnh đó. Này có cái mẫu chuyện kể chuyện bên thầy đó. Dạ. Bà đó bà cũng chửi chồng bà rủa hết cái dòng họ đó. Cao tàn cố tổ bà gom hết bà bắt ghế giữa cửa nhà mà sân bà chửi. Sau này bà cũng bị bệnh y ran vậy. Nằm nó thúi hôi không ai dám lợi cho. Con cái bỏ nằm kêu trời kêu Phật la chửi hoài không tâm từ bi. Dạ. Ai khuyên gì khuyên cũng chửi mà chửi bên chồng mà chửi gom hết dòng họ cao tàn cố tổ mồ nội cha nó cũng chửi cái một sạch cái bách đó. Chửi từ cái kêu từ nhỏ nhất tức là cháu Tần Tôn, còn cao nhất tức là ông cao tần cố tổ. À. Là hết lóc rồi. Dạ, hết người chửi. Được. Có cái mẫu chuyện kể chuyện bên thầy đó, ông đạo nào đọc. Cái đó là do nếu mà chúng, những người mà chúng bên đó, tức là do về vấn đề về mình hỗn hào với ông bà tổ tiên quá mới bị cái bệnh đó hả ông Tôi? Đúng. Không kể ai lớn nhỏ hay. Dạ. Nhưng mà bị là chỉ có chết thôi chứ không có cứu không nổi. Không có thầy nào cứu. Vô phương cũng như bà và ông nói mày bà giữ lắm, hồi trước bà cũng một gái cũng hạng gái thượng đẳng đó. Dạ. Đai đen chứ, cấp 3, cấp 4 chứ không phải vừa. Sau này sanh con mà con vô nhà tao dòm cho thằng này mặt này thằng kia mặt khác à. Con hai ba thằng, con hai ba đứa con gái. Dạ. Không có nào giống nào đó. Khổ thật chứ, người xưa với lại con người bây giờ nó, mà cái bệnh đó khi mà bị quở vậy là mình làm sao mà mình biết cách nào để mình hối lỗi cho hết không được. Có hối lỗi cũng muộn rồi. Con nghĩ là quá sức đâu mới làm mình chứ. À, ban cái bệnh đó là vô phương chữa. Tội nghiệp thằng con thứ hai nữa, chú năn nỉ, ông Tư ráng coi cứu mẹ con giùm. Thì xuống tao coi rồi tao lắc đầu. Nhậm ban ngũ hành. Bên dạng ban ngũ hành. Dạng ban. Rồi bên cũng như con nói mấy ông thầy pháp, thầy bùa, ông ngoại mày không chừng có thờ mấy ông đâu. Hồi xưa có, bây giờ ở ngoài Am có thờ mấy ông á. Ừ, năm, một năm con heo không á. Thì đó, đó, nhà con năm con heo đó. Ừ, không cúng bậy được rồi. Cúng cứ năm là cúng, mà hồi đó là heo phải heo lắp, ký á. Bó sổ, nấu cháo, nướng trùi, gắn cũng nướng lèo, nướng có trùi. Có nồi cháo ấm luôn, có. Ừ, cháo ấm. Có cúng cháo ấm luôn. Bên đó đó. Ngày xưa là ông Sáu là làm thầy bùa. Ông Sáu tức là con mẹ con kêu bằng ông Sáu, con chắc con kêu tức bằng ông Cồ rồi đấy. Cồ Sáu. Tức là kêu là ông là thầy bùa. Hồi xưa dùng con nó thầy lắm, thầy dài chúng tới Hồ Đá. Tới Hồ Đá là thầy Hai Đông. Dạ. Ông đi yểu mà giường thơm, ông bà đi ngang, ông bắt ấn, đứng lại cho sáng nghĩa.
bắt ấn là buông ấn chùi đít rồi đó, để ngoài đầm ngoài rừng không chứ đâu có cầu vệ sinh như giờ. Buông ấn ra đang kéo quần lên đó, dứt một đạp đi ngó mà mắt mặt trên trời không, tới chết luôn thôi, không ngói xuống được. Bởi con đi con gì gặp ổng mày mà đi mình trong rừng mày gặp ổng mày chạy trốn chết luôn. Không có giống người ta bị cái mặt ổng trên đầu vậy nè. Ổng nói gì nè con không nói xuống được. Sao ổng không chịu ăn năn hối lỗi để... Ăn gì cái tội người mà đi ỉa đái gặp bà đi kêu bà xẹt đó. Dạ. Đi một lần như chiếc chiếu cổ mình rất tua tua tua. Dạ. Mà nếu mà ổng có khả năng bắt ấn được ổng cũng giỏi lắm đó ông Tư. Cũng giỏi chứ. Dạ. Thì cái am ổng lớn hơn cái nhà ông nữa. Ban ngày cũng phải đốt đèn băng sông tối ngày 24/24. Và đốt cho thằng binh của ổng. Đốt sáng nhà ông thờ tối hù. À. Bàn thờ khích khích cái hàng hàng trong ngoài hàng hàng màn ủ đầy gió phất phơ rồi. Rồi tướng tá mấy ông tiện bằng cây này cây kia cũng trơn hết đủ mặt đủ ngoài thấy ghê lắm rồi. Dạ. Chữa chữa bệnh dạng ba ngũ hành gì đó. Chữa mấy người mắt đằng dưới đó dòng chó mấy ông cắn chó con để 5-10 con đóng. Mấy anh lên mấy anh người cắn chó lôi ra ruột cái hang văng ra ngoài làm cho ma sợ không được cho ma sợ vì bên dạng ba ngũ hành bên rừng tướng núi không à. Yeah. Mấy tướng lên nhập vô đó rồi nó cọp beo cho sói gì không. Yeah. À, anh không có nói chuyện anh người tao độ cái đó cũng giả tại anh làm cho mình thân tộc mình thấy mình sợ cúng heo đúng mấy anh con không biết ở cái việc đó có giả hay là không nha, nhưng mà trên con trên mỗi một lần về á mỗi một lần cúng ngay cái rằm tháng giêng, tức là chúng cúng ngay sáng 16 tháng giêng là cúng heo. Ai mà trong thân tộc mà bệnh nặng mà ra đó mà hỏi mà chợ mà đó phán câu là qua không khỏi là một vài tháng là đi đó, chứ không ai sống được chứ. Bị cái bên đó nhưng mà cái gánh họ nó phải thờ cúng vậy. Thờ, năm nào cũng thờ. Bây giờ là bên ngoại đi hết rồi. Bên ông đây cũng vậy. Mỗi lần cúng diệt lề vậy đó, cúng heo không. Đau ám, rắn cá lóc nướng chui, cá rắn nướng lèo. Dạ. Hồi trước còn ông hai không cúng lớn, sau này Út Nguyên cúng biết cúng nhỏ nhỏ, cúng biết nghèo, không có tiền cúng mua cái đầu heo. Cũng phải con cháu góp gom lại mua cái đầu heo cúng. Bây giờ chắc tụi nó bỏ hết rồi. Bây giờ cấp lớn đi hết rồi, còn cấp trẻ sau này mà đã nói là để chọn người mà không biết chọn ai. Nói gì chứ đời này Phật không cho làm chuyện mờ ám quá, giết về thu vật quá giết. Năm nào cũng con á, mỗi lần con cũng thường xuyên. Cũng đâu có gì đâu, cháu nồi cháu ám mấy ký lô cá. Dạ. Rắn lương mấy ký lô nữa. Cá cua cầm lum trơn không thôi. Mỗi lần cúng nồi cháu ám nó cá cua ốc tù lừa tù am hết. Ừ, thì cúng bên rừng tướng núi. Dạ. Bởi ảnh mấy ảnh lên mấy ảnh người nghè mình thấy ghê lắm. Dạ. Rồi có ai đâu mấy ảnh tao hỏi ông cậu giả không có ai đồng vô. Nhưng mà cúng sao nha, mà lần cúng cái cúng heo rồi cúng ngoài kia cúng cho bên kia trước rồi mới cúng bên cái vụ mà cái nồi cháo ám là cúng sau chứ không có được quyền cúng trước, tại vì cúng cái kia cái người những người kia là lớn hơn những người này nữa. Đúng rồi, chỉ quy trưởng. À. Rồi cúng nguyên con rồi nằm ở ngoài kia, còn sau này khi mà xong rồi mới vô bàn dọn 2-3 lớp vậy. Dạ. Rồi cá nướng trui, rắn nướng lèo, lương hết thì nướng cúng trong này. Có bên dạng xăng rồi cúng mới giữ nữa. Dạng xăng con tính cúng 12 con gà dặn họng không à.
Rồi thanh niên như ông cháu mình bây giờ trong cái dạng đó, ở trần cột khăn đỏ đầu cột ngang vậy nè, ở trần khăn thấy mình cột lưng. Yeah. Thì con cây chĩa, con cây lao hay cây mung gì đó con mang theo. Mày chuyên môn văn dò thì mày mang dò theo. Cũng ra bên bên thời gian đó. Gà để sống vậy dặn cổ. Dạ. Dễ bung dễ bực 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 bực. Ác quá. Đã giết thú vật ăn nhậu rồi làm chuyện tao không tham gia. Mày nó ghê thôi. Ừ, đi săn, đi săn. Dạ. Ví dụ đó là không có.